Sao con không ngồi vào bàn mà đọc? Đọc kiểu này hư mắt đó con. Có sao đâu mẹ, con đọc như vậy hoài mà có bị gì đâu. Sao con không lại gần ánh sáng mà đọc? Đọc như vậy sau này con bị cận đó. Có sao đâu ba, con đọc như vậy dễ hơn. Mà đọc hoài có bị sao đâu ba. Đốm ơi, dậy đi học đi con. Đốm, dậy đi học. Sao kỳ vậy nè? Nhanh lên Đốm ơi, gần trễ giờ học rồi. Dạ, con xuống liền. Con bị sao vậy? Mắt mũi để đâu vậy hả? Con không biết nữa. Sáng dậy con thấy xung quanh nó mờ mờ. Mẹ nói rồi mà cãi mẹ. Bây giờ mắt con như vậy sao đi học được nữa? Để mẹ xin phép cô cho con nghỉ một ngày rồi đưa con đi khám mắt mới được. Dạ. Mình không sợ mờ nữa. Đúng là chiếc kính kỳ diệu. Đẹp quá. Như vậy còn thích hơn cả bình thường. Mẹ ơi cứu con. Mẹ ơi cứu con. Con biết rồi rồi mẹ. Con sẽ không thức khuya, không đọc truyện tranh nhiều nữa. Xem phim hoạt hình xong, học bài rồi con sẽ đi ngủ ngay. Như vậy mới là đúng ngoan của mẹ. Trời ơi, lũ robot bắt đầu nổi loạn rồi. Là do con người tự chuốc lấy. Ông nói như vậy là sao? Lũ robot này do con người tạo ra để chặt cây, đào mỏ, phá núi. Con người phá hoại thiên nhiên thì có lúc robot phá hoại con người. Thank you.
Cháu bé, cháu có biết thiên nhiên ngày càng bị phá hoại không? Dạ con biết, nhưng mà ông đang bị bốc cháy kìa. Cháu rất đặc biệt, ta đã nghe được tiếng khóc của cháu. Nghe ta nói, cháu cùng gia đình phải chạy đi. Mọi việc ở đây cứ để cho ta lo. Nhanh đi vào cổng dịch chuyển, nó sẽ dẫn cháu tới nơi cháu cần tới. Nhưng mà còn ông thì sao? Ta đã ở đây cản tên này lại, còn nhiệm vụ của cháu là cứu lấy trái đất. Con sẽ không để ông ở đây một mình đâu. Đi đi, đi tới rừng Cát Tiên, ở đó sẽ có người dạy cho cháu cách sử dụng năng lực của mình, vì cháu là người được chọn. Mình vừa được ba cho chiếc đồng hồ mới nè. Có gì hay chứ, mình cũng có đây nè. Lại đây, mình sẽ cho bạn thấy sự khác biệt. Mình muốn có tốc độ chạy thiệt nhanh, nhanh hơn cả tay to. Bạn chạy thi với mình nha, bụng bự làm trọng tài. Yeah.
Sao hôm nay bạn chạy nhanh vậy? Mình đã nhờ đồng hồ thần kỳ này nè. Thích không? Như vậy là ăn gian đó nha. Mình đền bù mấy bạn thật nhiều món ngon nha. Mình muốn một cái bánh kem thiệt bự. Hả? À không, mình chỉ muốn cái bánh vừa đủ để tụi mình ăn thôi. Còn mình thích một chiếc nơ đẹp để ngày mai đi thi hát. Mình biết cái này hay lắm nè. Bộ mượn lại gần mình đi. Khoan đổi thân thả. À, mình chơi trò đánh người đi. Bác ơi bác đoán xem đâu là bụng bự, đâu là đốm đi bác. Trời ơi, cái bụng, cái mông tròn ỉn kia chắc chắn là bụng bự rồi. Đang ngoe ngoải cái đuôi đó, chính là đốm. Bác lộn rồi, bạn đốm đây nè. Ơ, à, mấy đứa lại nghịch đồ chơi mới, rồi lừa mẹ phải không? Đố bác, đâu là bạn đốm, đâu là bạn bụng bự? Đây chính là bụng bự, còn bên kia là đốm. Ơ, sao có hay vậy? Tại vì ba nhìn thấy đồng hồ của đốm và nón của bụng bự kìa. Mấy đứa đổi lại rồi vô bàn ăn cơm đi nè. Hôm nay bác nấu mấy món ngon lắm. Dạ. Đúng là chiếc đồng hồ giúp ta thật vui. Con sao cục con? Đây là mình tiêu là cái chắc. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Tất cả bình tĩnh. Hãy gọi người đó ra đây. Người đó là ai? La 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 la. Có cả cái voi bơi dưới đất nữa không? Thiên nhiên đầy những thứ mà con chưa biết đâu. Trời ơi, nó nuốt hết luôn rồi kìa. Chưa tới phần hay nhất đâu.
Wow, hùng vĩ quá. Wow, đẹp quá. Tay của cháu sao rồi? Vì con trai cô là người nắm giữ quyền năng của thiên nhiên. Sao bạn ngốc quá vậy? Tại bạn làm ướt cuốn sách của mình. Ướt cuốn sách mà làm gì ghê dữ vậy? Đó chính là cuốn sách mà mình yêu thích nhất đó. Bạn đền đi. Còn lâu, mình không đền làm gì được mình. Nè nè, có chuyện gì thì từ từ giải quyết. Hai bạn đừng có cãi nhau nữa. Bạn kêu đếm đền cuốn sách mới cho mình đi. Mình không muốn đền. Con gái nhiều chuyện quá. Vậy là từ giờ mình và đếm không còn là bạn bè nữa. Không là bạn bè thì thôi. Xích. Không cần. Con gái lúc nào cũng lèm bèm. Mình làm dính mực có một chút thôi. Mình làm như trời sập vậy đó. Thích thì chiều. Mình cũng không cần ai hết á. Tự nhiên bạn đòi nghỉ chơi làm chi? Bây giờ đóng giận rồi kìa. Kệ. Ai kêu bạn ấy làm dơ cuốn sách yêu thích của mình làm chi? Mình ghét đó. Thôi mà, đã hơn 2 ngày rồi, hai bạn cũng nên làm lành đi chứ. Trừ khi đó phải xin lỗi mình trước. Còn lâu, mình không thèm xin lỗi đứa con gái mít nước như bạn đâu. Bạn nói em mít ướt hả? Còn gì nữa, giờ mít ướt vừa nhiều chuyện. Sao bạn không đuổi theo? Kệ đi, mình không quan tâm. Cứu tôi với, cứu. Hình như là tay to gặp nạn rồi đó. Để mình kéo bạn lên. Để mình giúp cho. Không thèm. Sao vậy? Khi nào đốm xin lỗi thì mình mới cho bạn ấy cứu mình. Sao bạn lại cố chấp quá vậy? Ừ, mình là vậy đó. Ai bị bạn có lỗi mà không xin lỗi mình? À, xin lỗi, được chưa? Phải vậy chứ. Sao bạn cố chấp quá vậy? Ai biểu đếm sai mà không xin lỗi mình? Mình chỉ vô tình chứ đâu có ý đâu. Mình xin lỗi bạn rồi mà còn bắt đền nữa. Ừ, bạn quá cố chấp. Kể cả mạng sống của mình nữa. Vậy là mình sai hả? Chứ sao? Mình không biết, cho mình xin lỗi nha. Từ nay về sau mình sẽ không tính toán chuyện nhỏ nhặt với bạn bè nữa. Vậy mới là tay to dễ thương của tụi mình chứ. Trái đất từ xưa đã được mẹ thiên nhiên nuôi dưỡng. Mẹ thiên nhiên cho 5 nguyên tố cơ bản để phát triển. Mẹ cho nước để uống, cây cối để hít thở trong lành, lửa để xua tan đêm đen, đất đai để sinh sống, và kim loại để con người phát triển. Nhưng con người không hề biết quý trọng thiên nhiên. Họ dùng những robot để khai thác thiên nhiên. Không may, robot nổi dậy, chúng tấn công con người. Ý ông nói là con người và thiên nhiên đã gặp nguy hiểm. Chính xác, nhưng vẫn còn hy vọng. Đó là con đố đớm.
Thằng đốm nó biết ăn ngủ thôi chứ hy vọng cái gì. Vì sức mạnh của các nguyên tố thiên nhiên đang ở trong người của con đó đốm. Vô lý, không thể nào. Ba mẹ coi chọn. Nó đã bị điều khiển rồi. Đúng vậy, thằng nhóc này có sức mạnh thiên nhiên, sức mạnh mà ta đang cần. Lùi lại. Mình bị robot phá nát nên bạn mới trốn ra đây hả? Ừ, còn bạn thì sao? Từ đó mình đã luyện tập rất nhiều để kiểm soát được năng lực thiên nhiên. Ê, có lần mình nhìn thấy một tên giống y chang như đốm kể vậy. Ở đâu? Ở đâu? Ở núi Nghiên.
Đã có một sự kiện rất lạ lùng xảy ra. Tại sở thú đã không còn một con thú nào. Các bạn, chúng ta phải đi theo nó. Bám chặt vào. Kỳ tiền kỷ Jura, cách thời hiện đại 160 triệu năm trước đó. Ôi vui quá, vậy là cùng thời với khủng long nhỏ phải không? Khủng long nhỏ ơi, khủng long nhỏ, tụi mình đây nè. Cùng thời gian nhưng vị trí có thể khác nhau, nên mình nghĩ không có khủng long nhỏ ở đây đâu. Chưa tìm sao biết được, chúng ta đi tìm thử xem. Các bạn có nghe âm thanh gì không? Xảy ra vậy? Tại sao? Chúng mày biến thành robot bởi chiếc máy kia rồi. Nhưng sao lại có cái máy này ở đây? Ai đã làm điều đó?
Giấc mơ ba chủ địa cầu của ta không còn xa nữa. Với sức mạnh của đội quân động vật khổng lồ này thì ta sẽ là vô địch. Này của ba rồi. Đốm ơi, xuống ăn sáng rồi con đi làm nè con. Hôm nay con được nghỉ học mà mẹ. 23 tuổi rồi mà còn đi học cái gì nữa hả? Làm cái gì mà ngây ngô vậy? Con tưởng con còn nhỏ lắm sao? Mới ngủ một đêm sao 23 tuổi được? Không thể nào. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhanh lên, hai ba con cùng đi, trễ giờ rồi kìa. Ôi không, là do cái ghế di chuyển thời gian của ba đưa mình tới tương lai. Con vào trước đi, ba đi đậu xe. Đốm, chuyên gia nghiên cứu bảo tồn khủng long. Hả? Wow. Mình cũng không biết có liên quan tới các bạn không, nhưng mà theo hệ thống định vị không gian á, thì cách đây 30 phút kẻ giấu mặt X đã vượt thời gian đến không gian của các bạn đó. Mình nghĩ nó có liên quan đến trận hỗn chiến ở đây nè. Ủa, ba đâu rồi đó? Ba đi đâu rồi đó? Không có ở đây. Mình đến đây thì thấy mọi thứ đổ nát như vậy nè. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta cùng đi tìm ba đi. Đốm, con có thấy ba không? Con đây là... Đây là tụi con đến từ tương lai. Tụi con cũng từ phòng nghiên cứu của ba về. Ai đó đã đập phá mọi thứ ở đó đó mẹ. Trời ơi, vậy ba có làm sao không? Tụi con cũng vừa nghe tên. Không biết tên giấu mặt X đó có phải là người gây ra hay không nữa. Đã có một sự kiện rất lạ lùng xảy ra. Tại sở thú đã không còn một con thú nào.
cơ quan chức năng đang điều tra chuyện gì đang xảy ra. Các bạn, chúng ta phải đến ngay sở thú, biết đâu sẽ tìm thấy được cái gì đó. Được đó, cho tụi mình tham gia cùng với nha. Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ luôn là một đội mà. Các con đi cẩn thận nha, có tin tức gì của ba là gọi ngay cho mẹ nha. Dạ, tụi con biết rồi. Các chuồng thú vẫn còn bị khóa, chúng làm thế nào để đưa thú ra mà không phá khóa ta? Lạ ghê, mấy con thú to mà chở đi đâu thì cũng bị phát hiện chứ. Ê, có cái gì đằng kia kìa các bạn. Chào anh bạn nhỏ, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Đừng sợ nha, tụi anh không làm hại em đâu. Ủa, các loài thú khác đâu rồi? Sao chỉ có mình em vậy? Chúng ta tới đó xem đi. Chúng bị biến thành robot bởi chiếc máy kia rồi. Nhưng sao lại có cái máy này ở đây? Ai đến làm gì đó? Cư dân địa cầu không bao giờ để cho My thực hiện được điều đó đâu. Yếu đuối như các ngươi mà đòi chống lại ta. Biết khôn thì mau mau nhân tạo nhiều chất emo cho ta, còn không thì... Kìa bác, đừng để tên X nghe thấy. Đừng trách ta độc ác, đừng ngoan cố nữa, hợp tác đi. Không bao giờ ta tiếp tay cho ngươi hại người đâu. Không, 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 ta đâu có hại. Ta chỉ thay thế bằng những cư dân mới tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn và biết nghe lời ta. Không bao giờ máy móc lại có thể thay thế được con người, uổng công vô ích. Emo mà ngươi đã tạo ra cho cư dân của ta, cư dân của ta sẽ bất tử. À, sao lại như vậy? Nó bị kích động đó. Ít đã kích điện em ấy rồi, chắc là em ấy đau lắm. Ui da, đau quá. Hình như đó là khủng long con của chúng ta kìa. À, thì ra tiếng hình đó là do mi gây ra. Ba ba, ba là bác. Bác có nghe thấy con gọi không? Ba bị ngất xỉu rồi. Giờ phải làm sao? Thank you.
phải là mẹ thiên nhiên thật không? Đúng rồi đó đớm, con đã rất kiên cường. Đã vậy, ta bắt luôn mẹ thiên nhiên. Ngông cuồng, robot các người nghĩ có thể tàn phá được thiên nhiên sao? Con người đã tạo ra máy móc phá hoại thiên nhiên, phá hoại cả con người. Lá chắn ozone. Đúng rồi, đúng. Mình cứu được mẹ bạn rồi nè. Đầu hàng đi, ngươi thua rồi. Ngươi thua không phải ta, không phải robot, mà là loài ngươi. Ngươi nói vậy là sao? Hãy nhìn xung quanh ngươi đi, thiên nhiên đã bị chính các ngươi phá hủy. Chính con người đã phá hủy thiên nhiên, đã tạo ra robot chúng ta phá hoại thiên nhiên. Đúng vậy, con người vì lòng tham của mình mà đã phá hoại thiên nhiên. Vậy thì mẹ thiên nhiên phải đi trừng phạt con người, chứ không phải ta. Ta không trừng phạt ai hết. Cả con người và robot đều là con của ta. Cả hai đều xứng đáng có một cơ hội nữa. Trái đất này là của muôn loài, thiên nhiên nuôi dưỡng vạn vật. Vì vậy tất cả cần chung tay để bảo vệ trái đất. Bạn làm quá không à. Trời ơi, tự nhiên bấm nút mở trần nhà chứ vậy. Ê, khủng long bỏ chúa kìa. Con này chạy dơ quá ha. Kìa.
Lại đây coi nè. Đừng chọc lét mình nữa. Giờ nói là kiếm được liền. Hay quá à đốm. Khẩn cấp khẩn cấp. Bụng bự, mai đến phòng kiểm sang. Khẩn cấp Bụng bự, mai đến phòng kiểm sang. Tụi mình đi thăm khủng long đi, xem bạn ấy đã lớn thế nào rồi. Nhưng mà ba đốm sẽ... Không có sao đâu. Mình sử dụng ghế xoay thời gian chút xíu à. Ba đốm không có để ý đâu. Thôi, hay là mình đừng có đi nữa. Mình chưa xin phép ba đốm mà. Ba mình không có ở nhà. Ba mình đi họp bên trung tâm xuyên thế kỷ rồi. Vậy tụi mình đợi ba đốn về rồi tụi mình thẳng đi. Các bạn rắc rối quá à. Nhanh đi, ba về là không có được đi thăm khủng long con đâu á. Tại ba đốn đi họp rồi nên không có ai mở đèn hết trơn á. Yên tâm đi, đốn biết chỗ cất đèn pin và chìa khóa. Mấy cái công tắc mật mã này bị cháy rồi. Sao vậy đớp? Mình cũng không biết nữa. Nhưng hệ thống định vị và an toàn bảo mật đã bị chập mạch rồi. Vậy làm sao bây giờ? Ba đớp có biết không? Chúng ta vào bên trong xem thử thôi. Đếm coi kìa. Hình như ở đây mới diễn ra một trận đánh nhau thì phải á. Ba đốm đâu rồi? Có thật là ba đốm đi họp không? Điện thoại đã bị cắt rồi. Chắc chắn có ai đó để làm chuyện này. Vậy giờ mình phải làm sao đó? Bụng bự gì tay to. Tụi mình phải dùng chiếc ghế dịch chuyển thời gian thôi. Bạn không còn đi đâu hết đó. Tụi mình đã tới đây rồi. Sao các bạn đến đây vậy? Có chuyện gì xảy ra hả? Cách đây một giờ, tụi mình được thông báo rằng kẻ giấu mặt X đã trốn khỏi phòng giam giữ đặc biệt để thực hiện âm mưu bá chủ của hắn. Kẻ giấu mặt X là ai? Có liên quan gì tới tụi mình không? Chạy
là xong. Ủa, mà tại sao lại có tới hai đốm lận? Vậy đốm nào là đốm thiệt đây? Ủa yeah, đúng rồi, là cái ghế xoay thời gian phải không? Ờ, à, đúng rồi, cái ghế xoay thời gian đưa mình tới đây. Mà sao bạn biết vậy? Mình chính là bạn, mình là bạn của tương lai đó. À, thì ra là vậy. Ờ, xin giới thiệu với hai bạn, đây là đứa 7 tuổi. À, thì ra là vậy. Hèn chi hôm nay nói chuyện như con nít. Thôi bạn về đi, ba mẹ lo lắm á. Mốt lớn lên tụi mình làm ở đâu không? Ở đâu? Công viên khủng long. Đau không à? Làm gì cái chuyện đó? Có chứ. Chỉ cần mọi người cố gắng học là ước mơ sẽ thành sự thật thôi. Xỉu rồi. Giờ phải làm sao? Mình phải về trong đó đi cứu bà. Không vào rồi đâu rớt. Phòng đó kiên cố lắm. Mình có lấy từ phòng thí nghiệm mấy viên thuốc tan chảy nè. Chất liệu nào cũng tiêu hết. Cho các con thú uống chất emo mới một ngày thôi, cho nên các con thú chưa thể tự điều khiển được. Giai đoạn đầu của chất emo chỉ là những hành động bắt chước từ hành vi mẫu mà thôi. Nào các con, hãy thuần phục đám thú hung dữ ấy bằng tình yêu thương của mình. Hãy yêu thương chúng đi. Làm sao yêu thương được bác? Nó đang chuẩn bị ăn thịt. Thank you.
quá. Đây là áo chàng tàng hình, mặc nó dạo, vậy đi cứu mẹ mình đi. Nhưng còn bạn ở đây thì làm sao? Đi nhanh đi, bọn này là chuyện nhỏ với mình mà. Bây giờ tới tụi bay, ngon nhà vô. Cây! Cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện, nhanh hơn ta tưởng. Chính người đã bắt mẹ ta. Người đã luyện tập rất kỹ rồi. Tay phải là lửa, tay trái là cây, chân phải là đất, chân trái kim loại, nước phun ở miệng. Trận này ta thắng. Ta sẽ lấy năng lực của ngươi. Sáng này ấm quá. Mẹ thiên nhiên. Trời.
Trời ơi! À, à, à. Cẩn thận! Với tụi mình cho vui. Thôi, bụng bự lúc nào cũng tham ăn. Đủ mẹ đi cùng á hả? Mẹ ăn hết táo của tụi mình thì sao? Nhưng dù sao cũng là bạn bè mà, nhường nhau một tí có sao đâu. Ê tay to, có cái gì đằng kia mà sáng dữ vậy? À ha, mình lại xem thử đi đúng. Thì ra là đôi cánh. Mà sao nó phát sáng dữ vậy? Có khi nào là cánh tiên không? Dám lắm à. Mẹ mình nói chỉ có tiên mới phát sáng thôi. Vậy mình lấy nó đi được. Hai bạn chơi xấu nha, đi mà không ngủ mình. Ai bảo bạn tham ăn làm chi? Mà bạn buông chân ra đi, để mình lấy đôi cánh của mình. Nè, lấy đi. Mình mới được rồi nè. Đốm xuống đi, bọn mình mỏi cổ quá à. Để mình bay tí nữa đi. Xuống đi, mình có cái này hay lắm nè. Ê, việc gì mà hay vậy bụng bự? Trả đôi cánh cho mình. Sao phải trả cho bụng bự chứ? Ờ, tụi mình thấy nó ở đây mà. Nhưng mình thấy nó trước. Trả đây. Không trả. Trả đây. Đưa cái kia cho mình. Trả lại cho Đốm. Không trả. Không trả thì đừng trách. Vậy thì làm gì nhau chứ? Thôi, thôi hai bạn đừng đánh nhau nữa. Nguy hiểm lắm. Tay to, mau tránh ra. Để mình dạy với bụng bự một bài học. Hả? Hai đứa nói cho ba mẹ nghe, tại sao là bạn với nhau mà lại đánh nhau? Dạ, tại bạn ấy giành đồ chơi của con. Vậy sau khi đánh nhau thì đồ chơi của con đâu? Dạ, đằng kia. Vậy cuối cùng có ai được đôi cánh hay không? Nếu như tụi con nhường nhịn lẫn nhau, mỗi bạn bay một chút á, thì bây giờ các con vẫn còn đôi cánh và bạn tay to đâu có bị thương. Dạ, tụi con biết lỗi rồi. Lỗi gì hả? Dạ, là bạn bè thì không được đánh nhau. Phải biết nhường nhịn, yêu thương nhau. Bà vẫn chưa nhìn thấy hai đứa yêu thương nhau, làm sao mà tha tội được. Ba vừa tìm ra một loại hạt rất là thần kỳ. Thần kỳ như thế nào hả ba? Con trồng cây này nảy mầm và lớn lên được 1 mét á, thì nó sẽ nở ra ngôi sao. Nở ra ngôi sao? Đúng vậy, bạn nào trồng nở ra ngôi sao trước thì ta sẽ thưởng cho một ngôi sao chiến binh. Ngôi sao chiến binh. Ngôi sao chiến binh là phần thưởng cao quý dành cho thành viên ưu tú của vũ trụ. Người có 5 ngôi sao, chiến binh sẽ có thể đi đến bất kỳ hành tinh nào trong vũ trụ. Đúng vậy, mấy đứa có đồng ý hay không? Dạ, đồng ý. Sao mà nó không cao hơn cây của tay to và bụng bự vậy ta? Nếu vậy thì sao thắng hai bạn ấy được?
con trồng cây này nảy mầm và lớn lên được 1 mét, nó sẽ nở ra ngôi sao. Đúng vậy, bạn nào trồng nở ra ngôi sao trước thì ta sẽ thưởng cho một ngôi sao chiến binh. 1 mét? Vậy cây mình phải cao hơn mới được. Được 8 tấc rồi, còn một chút nữa thôi. Hả? Tiêu rồi. Làm sao bây giờ? Không lẽ mình không được ngôi sao chiến binh hay sao? Cây của mình bị sao vậy nè? Chắc là chuột nó cắn hả? Đớm nhìn kìa, cây của con đã nở ra hoa rồi. Hay quá, nở ra rồi. Chúc mừng Đớm nha, vậy là bạn đã được ngôi sao chiến binh. Ba, sao không ra ngôi sao hả ba? Không lẽ bác đưa nhầm giống? Ta cũng không hiểu sao lại như thế. Cây của con nở ra ngôi sao kìa ba. Ơi, đẹp quá. Vậy sao cây của Đốm kỳ vậy? Này cậu bé Đốm, cậu có thể nói cho mọi người biết gì sao không? Có chuyện gì vậy hả Đốm? Con lỡ làm đứt cây của con nên con nhổ cây của bạn tay to trồng qua chỗ con. Chính sự gian dối của con đã làm cho ta không thể nào trở thành ngôi sao được. Ngoài siêng năng ra thì con có biết rằng làm bất cứ việc gì cũng phải bằng sự trung thực thì con mới có được sự tốt đẹp, con có biết không? Con biết lỗi rồi ba. Con không cần ngôi sao chiến binh, con sẽ không bao giờ gian dối với ba và các bạn nữa. Lần này ba tha cho con, nhưng mà nếu như tái phạm một lần sau nữa thì ba sẽ cắt luôn tiền mua đồ chơi của con, nghe chưa? Cảm ơn mụn bự đó, qua ngủ chung với mình cho đỡ sợ nha. Có gì đâu, mấy khi ba mẹ bạn đi vắng, qua đây ăn ngủ chung cho vui. Bạn ăn khuya, không sợ bụng bự lên hả? Mình tên bụng bự mà, bụng càng bự thì càng dễ thương, có sao đâu. Không biết ai mà gọi điện thoại giờ này ta. Alo, alo, Đốm nghe đây. Alo, ta sẽ tới tìm các ngươi. Alo, alo, ai đầu dây vậy? Vụ gì vậy Đốm? Cúp máy rồi, mà giận cho điện thoại ghê lắm. Nói cái gì mà tới tìm tụi mình á? Trời bão như vậy sao không để sáng mai? Sao mình biết được chứ? Alo, alo, ai đầu dây vậy? Alo, ta sắp tới rồi. Lại là tên đó nữa. Ta sắp tới rồi, các ngươi chuẩn bị đi. Tình hình là có vẻ không ổn rồi. Nhưng mà vụ gì? Vụ gì? Có gì đâu mà sợ không biết. Alo. Giọng này không phải, đưa máy cho đứa kia. Alo, alo. Đúng giọng này rồi. Ta đang ở ngã năm chuồng chó, đường nào mới tới được nhà các ngươi? Ta biết nè, ngã năm chuồng chó đường gần nhất bên trái. Quẹo vô, đi tiếp tục thấy ba cái ngã tư. Quẹo trái liên tục 4 lần. 4 lần quẹo trái? Không phải là đi thành vuông hả? Bây là chỗ cũ rồi. Alo, alo. Bây giờ thì hắn khỏi gọi nữa. Là hắn đó. Đừng bắt máy nữa. Hắn hết gọi rồi. Là hắn thôi đó. Phải làm sao bây giờ? Hay bạn mở cửa đi, xem hắn ta muốn gì. Có nên mở cửa không hả Bông Bự? Đúng, không mở thì làm sao biết hắn ta muốn gì chứ. Vậy mình ra mở cửa nha. Ủa, là ba và mẹ hả? Con mừng quá. Có chuyện gì vậy hả Đấm? Hồi nãy có người lạ mặt gọi điện nói sẽ đến đây, nên con và Đốm rất sợ, phải ngồi đây đợi hắn đến coi hắn muốn gì. Trời đất, rủi hắn tới đây để bắt cóc hai đứa hay là trộm cắp thì sao đây? Nếu sau này có người lạ gọi điện hay đến nhà, con không được mở cửa cho họ, con phải báo cho ba mẹ biết. Nếu ba mẹ không có ở nhà thì con phải gọi điện báo, nghe chưa? Có vậy mà nghĩ cũng không ra. Sao mình lại ngốc vậy ta?
Trên cành cao chim hót, rồi em đi dưới vườn xuân. Ba bạn thân lấp lo, rồi em tung tăng sân nhà. Ồ, hôm nay con trai của ba có gì mà vui vậy? Dạ, hôm nay con có hẹn với mấy bạn đi tham quan lễ hội hoa. Ba mẹ chúc đốm đi chơi vui vẻ, nhưng nhớ đừng có nghịch phá, kẻo làm hư hoa của người ta. Dạ, con biết rồi. Chào ba mẹ, con đi đây. Ê, còn bên này nữa nè. Lễ hội hoa năm nay đẹp quá ha. Ồ, mình thấy có nhiều hoa hơn năm trước á. Đồ ăn cho khách tham quan cũng được bán nhiều hơn. Mình thích nhất là hoa đồng tiền, các bạn thích hoa gì? Mình thích hoa vạn thọ, Tết nào mẹ mình cũng mua nhiều ơi là nhiều. Còn mình thích nhất là hoa hồng, nhà mình có trồng nhiều lắm á. Bông hoa đồng tiền đẹp quá à. Đâu, đâu, chỉ mình xem với. Wow, màu sắc thật là đặc biệt, thích quá à. Mình muốn hái bông hoa đồng tiền này về nhà, hai bạn giúp mình hái nó nha. Ờ, nhưng mà người ta để biển cấm hái hoa kìa. Nhưng mà chỉ một bông thôi, chắc không có sao đâu. Không được đâu, như vậy là vi phạm quy định đó, hái hoa sẽ bị phạt. Nhưng chỉ một bông thôi, mình thích lắm, các bạn không giúp mình không chịu về đâu. Đốm, làm sao bây giờ? Thôi được rồi, mình sẽ hái giúp bạn, nhưng chỉ một bông thôi đó. Yeah, mình cảm ơn bạn nhiều nha. Bác bắt quả tang đang hái hoa rồi nha. Các cháu không nhìn thấy chiếc bảng cấm hái hoa hay sao? Dạ, con thấy, nhưng con chỉ định hái một bông thôi. Các cháu phải biết tuân thủ quy định chứ. Bác sẽ báo cáo việc này với ba mẹ các cháu. Cháu không có hái, cháu không liên quan. Bác đừng mét ba mẹ cháu. Nhưng cháu đã giúp bạn làm việc sai, cháu cũng có lỗi. Dạ, con là người hái hoa, con xin chịu tội hết. Bác đừng có mét ba mẹ bạn ấy nha. Đúng, chỉ giúp hai cháu một bông hoa thôi là lỗi tại cháu. Bác tha cho đúng đi bác. Thôi được rồi, bác thấy các cháu đều đã biết lỗi, như vậy là tốt, lần này bác bỏ qua. Cháu cảm ơn bác nhiều. Dạ, lần sau cháu sẽ không hái hoa dù chỉ một bông. Các bạn nhớ nha, không được hái hoa ở những nơi đã được quy định. Nóng quá, mùa hè thật là nóng nực mà. Ước gì mình chỉ ở được một nơi đầy băng tuyết mát mẻ thì hay biết mấy. Hả? Ngộ quá. Thôi, một lát mẹ về là mẹ đóng cũng được mà. Thật là hư mà. Lâu rồi mình không gặp em cánh cụt, hay là mình đi thăm em ấy đi. Ừ, được đó, nhưng chờ mình một chút. Bụng bự làm gì vậy? Mình đem về làm cà lam. Vậy là mình cũng phải đem về làm siro đá bào thôi. Mình sẽ đem thiệt là nhiều tuyết về để làm ngôi nhà bằng tuyết. Lạnh quá, lạnh quá. Đốm làm sao vậy? Mình lạnh quá các bạn, lạnh quá, lạnh. Đốm mặc áo mỏng quá nên bị lạnh phải rồi. Lạnh, lạnh quá. Lạnh quá mẹ, lạnh quá mẹ ơi. Ôi sao mà nhà mình lại lạnh như vậy? Ôi sao mà mọi thứ lại đóng băng hết rồi? Lạnh quá. Đốm, đốm, dậy đi con. Lạnh quá mẹ, lạnh quá mẹ ơi. Mẹ cũng không biết nữa, mà giờ đâu còn mùa đông đâu. Hả?
nhà mình di chuyển đến đại dương băng rồi hả? Con nói cái gì vậy đớm? Ủa, không phải đại dương băng, sao lại lạnh như vậy? Tít tít, tôi đã bị ép hoạt động hết công suất. Tít tít. Như thế này là sao hả đớm? Dạ, con lúc nãy cửa tủ lạnh bị mở ra mà con buồn ngủ quá rồi con ngủ. Con nghĩ mẹ về thì sẽ... Con có biết là chỉ vì con lười biếng mà cái tủ lạnh đã bị hư hay không? Nếu như con chịu bước lại đóng cánh cửa tủ lạnh đàng hoàng thì đã không như thế. Con xin lỗi mẹ. Kể từ nay sẽ không còn kem cho con ăn, cũng không có siro đá bào. Chỉ lười một chút thôi mà hết được ăn kem, hết được ăn siro đá bào luôn rồi. Chưa hết đâu con. Cũng tại vì mình lười quá mà ra đâu nổi vậy nè. Cho con chừa cái tật lười biếng nghe chưa. Ngon quá. Ngon là ngon. Đớm à, coi đi đánh răng rồi đi ngủ con. Dạ, một lát nữa con đánh. Ông. Yến tiệc của ta đã tới rồi. Tấn công đi nào. Tấn công nào. No rồi. Hôm nay nhiêu đây đủ rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đục sâu hơn nữa. Răng trẻ con đúng là ngon mà. Thật là ngon. Thật là đã. Đại dương ơi. Coi rửa mặt rồi ăn cơm nè đớm. Con không ăn đâu. Con đau răng lắm mẹ ơi. Sao lại đau răng? Lại đây bà coi coi. Con đã bị sâu răng rồi. Hả? Sâu răng? Sao lại sâu răng với bà? Cái tội không chịu súc miệng sau khi ăn và trước khi đi ngủ chứ sao. Sâu răng có sao không bà? Lần này thì chắc chắn phải nhổ đi. Đợi bà đi lấy dụng cụ đã. Phải nhổ mẹ. Con sợ đau lắm mẹ ơi. Cái này làm gì vậy ba? Thì để nhổ răng. Không, con không muốn nhổ đâu. Con sẽ đánh răng thường xuyên. Ba đừng nhổ răng của con nha ba. Con biết sai rồi. Con không dám ăn bánh ngọt, uống nước ngọt, ăn kẹo mà không đánh răng trước khi ngủ đâu. Không được đâu con. Con chỉ đánh răng có một ngày, mai mốt lại không đánh răng nữa. Sau lại ăn tiếp thì phải nhổ thôi. Đúng rồi đó, phải nhổ thôi. Không, con hứa ngày nào con cũng sẽ đánh răng. Đánh răng khi ngủ dậy, đánh răng sau khi ăn và trước khi ngủ. Là con hứa đó nha. Nếu như con không làm đúng thì ba sẽ dùng cây kềm này nhổ hết hàm răng của con luôn đó. Con hứa với ba mẹ mà. Hôm nay là trận đấu quyết định. Ai thắng, người đó sẽ là thủ lĩnh của hai người còn lại. Với tài năng người ngoài hành tinh của mình, mình sẽ trở thành thủ lĩnh của các bạn cho coi. Hôm nay mình sẽ chứng minh cho hai bạn biết con gái đá banh như thế nào. Thôi, không nói nhiều nữa. Nào đi. Đây là cơ hội cuối cùng của mình. Mình sẽ trở thành thủ lĩnh của các bạn. Hãy xem nào. Hả? Trốn thôi.
Trời ơi, sao hôm nay đèn đường tối thui vậy nè? Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy mẹ? Mẹ của con bị tông vào cột điện. Sao lại như vậy? Có bọn nhóc nào đã banh làm dở bóng đèn đường, cho nên mẹ con chạy trong trời tối mới như vậy. Anh nói cảnh sát điều tra cho em bọn nhóc đó là ai. Tại sao lại phá phách như vậy? Bắt nhốt hết cho em đi. Con làm sao vậy hả Đốm? Ba ơi, mẹ ơi, chính con đã bể bóng đèn, lỗi tại con. Mẹ đừng bảo cảnh sát bắt con nha mẹ, con sợ lắm. Tại sao lại như vậy hả con? Tại sao con lại đá banh nơi nguy hiểm như vậy? Dạ, vì con muốn trở thành thủ lĩnh. Thủ lĩnh cái gì? Ngoài việc là mẹ đã bị thương vì con chứ. Thằng Đốm đâu rồi? Có chuyện gì vậy hả anh Bò Vàng? Tụi trẻ bây giờ nó đá banh làm sao mà bể cái bóng đèn làm tôi tông vô cục điện. Bây giờ con mắt tôi như vậy nè. Anh chị còn cười, cảnh sát đang truy tìm tụi nhỏ kia kìa. Cứu con ơi mẹ ơi. Con đã thấy sự tai hại mình gây ra chưa? Con biết lỗi rồi. Con hứa sao không tái phạm nữa. Quậy quá không chịu nổi mà. Ba ơi cứu con. Hôm nay bạn đi đâu mà mang xe ra đây vậy đó? Mình mới được ba sửa chiếc xe lại. Chạy rất nhanh đó nha. Chúng ta có thể đến bất kỳ hành tinh nào trong vũ trụ, chỉ có một tí tiện thời gian thôi. Wow, hay như vậy cho mình thử với. Thôi, mình không đi đâu. Lần nào ra vũ trụ cũng nguy hiểm hết. Đốm lái xe ghê quá. Lần này thì các bạn yên tâm đi, mình đã có bằng lái xe chính hiệu. Đây là bằng lái xe đồ đạp mà. Đúng rồi đó. Trời ơi, hai bạn quan tâm là cái gì? Xe nào mà chẳng giống nhau. Ờ ha, Đốm nói cũng có lý. Bây giờ hai bạn có đi không? Nhát gan thì ở nhà, mình đi du lịch vũ trụ đây. Ê ơi, tôi đi với. Mình cũng thử đi cho biết như thế nào. Xuất phát. Khát quá, thiệt là mát làm sao. Bạn lái xe chuyên nghiệp hơn rồi đó Đốm. Dĩ nhiên rồi, mình là Đốm mà. Vũ trụ thật là đẹp, nhiều sao quá. Hai bạn nhớ chặt nha, mình sẽ tăng tốc đây. Đốm, chậm chậm thôi, nếu không thì sẽ không tránh kịp đâu. Yên tâm đi, mình là tay lái cười phách mà. Thông báo từ trung tâm vũ trụ, có một sao chổi chuẩn bị đi ngang qua, đề nghị tất cả thiết bị dừng lại đúng quy định. Dừng lại kìa Đốm. Dừng cho sao chổi qua đi. Có thấy sao chổi tới đâu. Mình chạy qua đi, đợi biết khi nào. Cái gì mà to vậy? Ôi sao nó nhanh vậy? Tránh đi Đốm, không tránh kịp rồi. Tay to có sao không? Mình không sao. Ủa con Đốm đâu rồi? Mình đây nè. Tại Đốm không đó. Lái xe vượt đèn đỏ làm gì? Giờ sao chúng ta về nhà đây? Ủa, ba đứa đang làm gì ở đây vậy? Tập bơi trong vũ trụ hả? Ba ơi, cứu chúng con. Bác ơi, Đốm chạy xe vượt đèn đỏ nên bị sao chổi quẹt chúng. Cũng may là tụi con không sao. Con hư lắm, con có biết như vậy là rất nguy hiểm hay không? Dạ, tại con thấy sao chổi đi ngang qua. Con đã nói bạn ấy rồi mà bạn ấy không chịu nghe. Tai to và bụng bự vô tội, cho nên bác sẽ đưa tai to và bụng bự về trước. Còn con, ba phải phạt thật nặng để nhớ tội này, sau này không được tái phạm nữa. Con biết lỗi mà bà. Bác chỉ phạt bạn ấy một chút cho nhớ đời thôi. Đưa hai con về, bác sẽ quay lại rước Đốm sau. Tụi con phải nhớ là ra đường là phải đi đúng tín hiệu đèn, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Ê, đâu có ra.
Làm nãy giờ mình nín thở để chờ. Ủa, không được hả ta? Hồi nãy mình nhớ rõ ràng là con nhện cắn mình rồi mà. Đúng là dấu nhện cắn rồi. Dù sao bạn ấy chưa thành người nhện nữa. Ê, bạn làm gì vậy? Chắc là con nhện này không được. Thôi cho con khác cắn thử đi. Châu chấu cắn được không? Người châu chấu cũng hay lắm á. Nhưng mà mình thích bắn tơi và leo tường hơn. Châu chấu có cái đùi bự, biết nhảy cao, biết bay nữa. Cũng ngầu lắm chứ bộ. À, cũng được á. Bạn có chắc là kế hoạch này thành công không vậy? Chắc mà, thầy cô đã đến rồi. Ui da, đau quá. Sao rồi đốm, có thành người châu chấu chưa? Để mình thử coi. Đà lê hấp, suy nghĩ cao. Ui da, ui da, đau quá. Có vẻ như không thành công rồi. Thua kêu này, tao bày kêu khác. Đi thôi đốm. Nhưng mà đi đâu? Tới tổ ong. Người ông còn ngầu hơn người nhện với người châu chấu nữa. Bạn nói thiệt hả bụng bự? Bạn có nhớ người nhện nói gì không? Sức mạnh càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn. Mình bắt đầu thấy cái gì đó sai sai rồi. Đời thực không phải là phim ảnh. Nên nếu như con muốn có sức mạnh thì con phải tự rèn luyện để có nó. Không có gì tự nhiên mà có đâu. Dạ, con biết rồi. Tụi con biết là không nên tin bụng bự suối bậy nữa. Thế giới này thật bất công. Bất công, thật bất công. Bất công, thật bất công. Bất công, thật bất công. Loài đốm luôn nói họ có nhà cửa, ở sạch sẽ. Còn loài chuột của chúng ta chỉ ở hang đất ăn dơ ở bẩn. Ăn dơ ở bẩn, ăn dơ ở bẩn. Thế nhưng ta đã tìm được những chứng cứ để chứng minh loài đốm cũng ở bẩn không kém. Do đó, các ngươi có nhiệm vụ làm theo mệnh lệnh của ta, để cho loài đốm bẻ mặt, không còn khinh khi. Không còn khinh khi, không còn khinh khi. Nhiệm vụ bắt đầu. Ôi, lúc nãy mình quên ghé canteen uống nước, giờ khát nước quá à. Còn mình thì uống quá chừng luôn nè, nên bây giờ bụng căng lên luôn. Mình cũng vậy. Ấy chà chà, nhắc tới là mình cũng buồn tè quá à. Mình cũng vậy. Hay bạn tay to đi trước đi, tụi mình giải phóng nước cái đã. Ý, không được đâu. Nơi đây không có nhà vệ sinh, đi như vậy là mất vệ sinh lắm đó. Có sao đâu, mình chỉ gửi một ít vài gốc cây thôi mà. Hai bạn nói chuyện không tế nhị chút nào á. Bạn muốn làm thì bạn làm đi, mình nhận. Có một chút có sao đâu. Mình làm gì ghê vậy không biết. Tưới cây còn tốt, chứ có gì đâu. Ngày chủ nhật thật là tuyệt. Ước gì một tuần có 7 ngày chủ nhật. Yeah. Một tháng có 30 ngày chủ nhật luôn đó. Yeah. Giờ phản công đến rồi. Phản công, phản công. Đến trường thôi là đến trường thôi. Cái gì vậy trời?
đốm kìa. Đang xấu hổ quá mà. Sao như vậy trời? Ai biểu bạn không giữ vệ sinh nơi công cộng? Lần này thì cả thành phố biết luôn rồi. Bạn làm gì vậy tay to? Uống nai cũng không, ngon lắm đó. Dừng lại, tay to đừng có uống cái đó. Mấy cái nai cũng đó uống dở ò mà. Cái gì? Nai cũng là số 1 mà bạn dám nói dở hả? Chứ sao nữa, hù hút mới là số 1. Ôi ôi, mấy cái hù hút toàn quá chất độc hại không à. Chứ cái nai cũng có gì trong đó mà không độc hại? Xời, có ghi trên lon nè. Nhỏ quá không đọc được. Nhưng mà nói chung thành phần nó gồm các chất có lợi không hả? Thôi đi, không đọc được á thì làm sao biết có lợi chứ. Vậy còn cái hu hút của bạn thì sao? Bạn có đọc được gì trên đó không? Hay là cũng nói đại thôi? Carbon Iraq gì đó. Đọc được nhưng mà không có hiểu. Nhưng mà mình nhớ may mắn là cái chất này có tốt cho sức khỏe lắm á. Xời, vậy cũng nói nay cũng vừa bổ vừa ngon, mình cũng có thể uống cả ngày luôn. Yeah. Vậy sao mình không mở một cuộc thi uống nước ngọt đi? Thi uống nước ngọt. Yeah. Đâu? Cấp cứu đi, cấp cứu đi. Phải vượt qua, phải vượt qua. Mình qua rồi, mình thật là giỏi quá. Bụng bự bây giờ đã trở thành ông hoàng độ cao rồi. Việc gì mà vui vậy con? Mẹ, con đã nhảy qua được khỏi cái cây hoa đó rồi. Ôi, con thật là giỏi mà. Mẹ hạnh gì vì con quá. Con lấm lem hết rồi kìa, vào tắm đi con. Mệt quá, mà sao ngày nào cũng phải tắm hết vậy? Nghỉ tắm một bữa có sao đâu chứ. Bụng bự, sao con không đi tắm mà đi ngủ rồi hả? Thiệt đúng là lười như heo mà. Ngày hôm nay là ngày hội muôn thú. Tất cả các bạn hãy bỏ qua những thù ghét, điều xấu xa để chúng ta cùng nhau vui vẻ, chịu không? Chịu. Vậy chúng ta hãy cùng nhau nhảy múa nha. Chưa nhớ không à? Thiệt đã, thiệt là vui. Tất cả yên lặng. Tất cả các bạn hãy yên lặng để thưởng thức vũ điệu bụng bự của mình. Bảo đảm các bạn sẽ ghiền luôn cho mà coi. Bắt đầu đi. Bắt đầu đi. Sao? Mọi người thấy hay không? Đâu hết trơn rồi. Tụi mình ở đây nè. Sao mọi người lại xỉu hết vậy hả? À, mình múa hay đến mức đó sao? Không phải bạn múa hay, mà người bạn hôi quá à. Mọi người hít vô rồi xỉu đó. Mình hôi hả? Hình như bọn mình không tắm hay sao á. Dơ hội nhà chuột này luôn nha. Dơ vậy, nổi ghẻ cho coi. Bụng bự làm gì gãi dữ vậy? Không biết sao mình bị ngứa quá. Chết rồi, bụng bự ở dơ, không tắm bị nổi ghẻ rồi. Ghê quá à. Gì? Ghẻ hả? Ghê quá à. Ghê quá. Vậy thôi mọi người ơi. Sao mọi người bỏ mình hết giờ? Tụi mình không bỏ bạn đâu, nhưng bạn phải tắm rửa sạch sẽ, không được ở dơ nữa.
Mình sợ lắm rồi. Mình sẽ về nhà tắm rửa sạch sẽ đây. Dĩ nhiên là cà rem cao hơn rồi. Đúng đúng là tham ăn mà. Vậy tao tao không ăn hả? Ngon lắm đó nha. Mình không thèm. Vậy thì mình với bọn bự ăn thôi. Ngon quá. Sao hai bạn lại vứt ra ở đây? Trời ơi, đây là công viên chứ bộ. Đâu phải nhà của bạn đâu mà không được vứt rác. Như vậy là mất vệ sinh lắm, bạn có biết không? Thôi mình đi chỗ khác chơi đi bụng bự. Ở đây á, bàn tay to sạch sẽ của mình sẽ la mình đó. Ừ, phải đó. Ê, ê, rảnh thì lượm bỏ vô sọt rác giùm tụi mình nha. Cái tên đốm này dám quăng rác vào nhà mình. Đúng là tên đốm ở dơ, làm bẩn chỗ ở của mình rồi. Ủa, sao ai lại đem rác của mình lại đây vậy ta? Ê, 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 bắt bỏ tay ngươi rồi nha. Dám đem rác lại cửa nhà ta quăng hả? Ngươi quăng chỗ ta trước thì có. Là ngươi. Là ngươi. Là ngươi. Yeah. Bây giờ hai bị cáo nói nghe coi. Bụng bự coi đó. Bị cáo không được gọi ta là bụng bự, phải gọi ta là chủ tòa. Dạ chủ tòa. Bị cáo bắt quả tang cái con chuột nhắt kia đem bịch rác để ngay cửa nhà bị cáo. Bị cáo la nó mà nó còn đánh bị cáo như vậy nè. Dạ không phải, cái thằng đốm kia nó đem bịch rác lên chỗ của bị cáo ạ. Em chỉ đem để lại nhà nó thôi, vậy mà nó đánh em như vậy nè. Anh chủ tòa bụng bự dễ thương. Có phải thế không bị cáo đốm? Thầy rác là thứ dơ bẩn, tại sao lại để trước cửa nhà của người khác? Người chết rồi đó mà. Chuột nhắt cũng có tội. Hả? Tội gì chứ anh chủ tòa? Nếu thấy rác dơ bẩn thì phải dọn đi cho sạch, cớ sao lại mang lại nhà người ta rồi còn đánh nhau với người ta? Cái gì kỳ vậy? Tòa gì tầm bậy quá vậy hả? Sao mà thấy mũi khó chịu quá, nhức đầu quá vậy nè? Mình cũng vậy, khó chịu quá à. Ôi sao đau đầu quá vậy nè. Cả ba bạn hay quá. Ở bẩn, vứt rác bừa bãi, hết phải là bệnh rồi chứ sao nữa. Có như thế á, mấy bạn mới biết hậu quả của việc vứt rác bừa bãi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Thôi xong rồi. Ngày mai đã đi học lại mà bài tập thì chưa làm xong gì hết. Ai biểu ở nhà không lo làm? Trời ơi là trời. Mấy bạn đang làm phải không? Cho mình copy với. Không dám đâu, tự làm đi. Trời ơi, bây giờ làm sao mà kịp nữa chứ. Nè, ăn cái này đi rồi làm bài, còn nhiều thời gian mà. Ý, sô-cô-la. Ăn rồi thì làm bài đi. Sô-cô-la có tác dụng kích thích não á. Xong. Oh yeah. Mình không ngờ sô-cô-la lại có tác dụng thần kỳ đến như vậy. Mình đã bảo rồi mà. À, bạn có biết 2/3 sản lượng sô-cô-la trên thế giới được sản xuất ở Tây Phi không? 59 người trên khắp thế giới sống là nhờ vào các hoạt động liên quan đến sô-cô-la á. Vậy ước mơ sau này của mình sẽ là làm chùm sô-cô-la trên toàn thế giới. Ước mơ bắt đầu từ bây giờ. Sô-cô-la hả, là sản phẩm được chế biến từ cây hạt cacao đó. Bạn trồng cây cacao chứ bạn trồng hạt sô-cô-la thì làm sao lên được cây chứ? Thì ra là vậy. Vậy giờ mình ra vườn của bác bò vàng trồng thử đi. Sao không trồng ở vườn nhà đốm? Vườn của bác bò vàng đất rất tốt, trồng sẽ nhanh có trái hơn á.
Ê, mình nhớ là vườn này bác Màu Vàng đang trồng cây cà chua mà. Mình nghĩ là không nên tự tiện vào vườn của người khác đâu. Bạn cứ yên tâm, trồng cây cacao thì lời hơn là trồng cây cà chua. Bác Bò Vàng sẽ không nói gì đâu. Oh yeah, xong rồi. Hai ngày nữa mình quay lại xem cây lên chưa. Thế nào bác Màu Vàng cũng la cho coi. Ủa sao chưa có lên cái cây nào hết giờ? Trời ơi, vườn cây cà chua của tôi. Bác yên tâm, con trồng cà cao cho bác, bảo đảm bác lời hơn trồng cà chua. Vườn của bác muốn trồng gì thì bác trồng, con cũng không được phép vào khi mà chưa xin phép. Tụi con lại gây ra chuyện gì rồi? Anh coi, vườn cà chua nhà tôi bị tụi nhỏ phá nát lên hết trơn rồi nè. Còn đem gieo hạt cà cao xuống nữa. Biết suy nghĩ, ước mơ là tốt, nhưng mà bất cứ tài sản gì của người khác, dù lớn hay là dù nhỏ, thì con cũng phải xin phép người ta mới được sử dụng chứ. Chưa kể, chưa rành gì hết đã làm, hóa ra hư hại. Dạ, tụi con đã biết lỗi rồi. Tụi con xin lỗi bác Bò Vàng. Nhiệm vụ lần này rất khó khăn. Bụng bự và tay to, phải cố hết sức, cảnh giác cao độ thì chúng ta mới thành công được nghe chưa? Đốm an tâm đi, mình sẽ làm được. Còn mình thì đốm lo gì chứ, mình luôn là người nhanh nhẹn nhất mà. Được rồi, bây giờ tay to đứng đây cảnh giác nha. Khi nào có động thì báo liền. Còn bụng bự, hãy đứng dưới gốc cây để nhặt nha. Đốm leo cẩn thận nha. An tâm đi, mình trèo giỏi lắm, đừng có lo. Lượm nè bụng bự. Ôi, quá trời ổi chín luôn. Ngon quá là ngon luôn. Ôi, hoa đẹp quá. Cái đám nhóc phá phách này, dám vào đây ăn cắp ổi hả? Thì ra là có cả ba đứa. Lần này thì coi bộ ngon rồi đây. Sao bảo tay to cảnh giác mà. Mình bụng bự cũng lo ăn không à. Giờ làm sao? Chạy chứ sao. 1, 2, 3. Nè, ba đứa nhóc kia. Cả ba đứa dám đi ăn cắp ổi sao? Còn không biết xin lỗi mà bỏ chạy nữa. Kỳ này là chết chắc rồi. Ba, tay tụi con đi ba. Chỉ có bạn đốm hái thôi, con đâu có hái đâu. Bác tha cho con đi mà bác. Tha sao được mà tha. Phá nát cây ổi của tôi rồi mà, không còn một trái. Lại còn có ý định bỏ trốn. Học trò gì mà dưới dây. Lần này không phạt nặng tụi con, tụi con sẽ không chừa mà. Thành thật xin lỗi anh. Anh có thể cho tôi mượn chiếc roi của anh không? Thôi chết rồi. Ta không thể tha thứ cho lỗi này của tụi con được. Ba ơi, tụi con mỏi quá. Đứa nào mà làm rớt sẽ bị ăn đòn ngay. Cả ba đứa lần lượt nói cho ba biết là tụi con phạm lỗi gì. Dạ, là trộm cắp của người khác. Rồi gì nữa? Dạ, leo trèo cây cao là nguy hiểm. Chưa hết. Dạ, không biết xin lỗi còn bỏ chạy. Anh ơi, hôm nay ngoài chợ bán ổi ngon quá, em mua nhiều lắm nè. Ủa, các con đang chơi trò giữ thăng bằng hả? Lạ quá. Biết vậy đâu ăn trầm ổi làm gì. Giờ không được ăn là cái chắc rồi. Chiếc bình đẹp quá vậy bác. Còn có cả hào quang chiếu chiếu nữa kìa. Đẹp quá trời quá đất luôn đó bác. Phải chi chiếc bình thu nhỏ lại như cái hai tay đeo chắc đẹp lắm ha. Hay là ba làm cho tụi con mỗi đứa một món đồ chơi chiếu chiếu gì đi ba. Làm không khó, nhưng mà đất để làm nên nó thì phải đi tìm con à. Ở đâu bác? Bác nói đi, ba đứa con sẽ đi tìm về.
ở xứ sở thần tiên, nơi đó có một vùng đất tỏa hào quang rất đẹp. Nếu như lấy đất đó thì sẽ làm nên mọi vật đều lấp lánh như vậy. Vậy tụi con sẽ đi lấy ngay. Nè, chưa dặn dò gì hết mà tụi nó đã biến mất tiêu rồi. Thiệt tình Mình sẽ đem thật nhiều đất về để làm đồ chơi. Mình sẽ đem thiệt là nhiều đất về để làm trang sức. Đem thì vừa thôi, coi chừng tham quá là mất phải là quyền thì tiêu luôn á. Thôi đem vừa thôi, xứ sở thần tiên này nguy hiểm lắm. Ui da, mới nói thôi mà. Đúng là xứ sở thần tiên có khác, đất cũng đẹp nữa. Lấy thiệt nhiều về thôi. Hay mình lấy về đúc tượng mình đi ha. Đúng đó, tượng đẹp của con bự đuổi chim hay nhất. Thôi mình lấy đất về thôi. Đúng rồi, lấy nhanh để trời tối á. Thế to, bao nhiêu đó được rồi, dạ thôi. Để mình nhặt thêm một tí nữa. Không chở nổi đâu đó. Có sao đâu mà hai bạn lại la chứ. Lấy nhiều một chút mình để dành. Vậy thôi. Sao vậy nè? Đừng có chuyện gì nha Sam. Từ đây mà rớt xuống là tiêu đời luôn. Hình như là tao gặp chuyện rồi. Đã bảo lấy ít mà không nghe. Đau quá, mình đau quá. Ai nói mà không nghe? Ai bảo mày tham lam quá vậy? Mình chỉ muốn. Nếu bạn không lấy nhiều thì đâu đến nỗi này chứ. Mình biết lỗi rồi. Giờ hai bạn giúp mình về đi. Làm bây giờ mình không có được miếng đất nào mang về hết. Người ta nói tham thì thăm mà. Kẹo đây, kẹo năng lượng đây. Ăn vào sẽ trở thành siêu nhân sức mạnh phi thường. Kẹo năng lượng kìa. Ôi, kẹo năng lượng. Mình muốn có sức mạnh siêu phàm. Mình cũng muốn biến thành siêu nhân xinh đẹp. Cho con một cây. Cây nào mạnh nhất mình chấm trước đi. Con cướp đi. Hay quá. Ơi, thật là đã. Để mình thử. Quá ghê luôn bụng bự ơi. Đến lượt mình thử đi. Lợi hại quá. Chúng ta đã trở thành siêu nhân rồi. Con đi học về trễ vậy đúng. Đứng lại đó. Tại sao mày hỏi mà không trả lời? Đi học về cũng chẳng biết thư gửi một tiếng là sao. Hả? Con sao vậy đớm? Ta đã là siêu nhân, ngươi không được cản ta đâu. Anh ơi, thằng đớm nó sao rồi nè? Hả? Chuyện gì vậy? Em đâu rồi? Em ở trên đây nè. Xuống đi, anh đỡ. Rõ ràng là em không hề nhẹ một chút nào hết. Anh, làm sao để cứu thằng đớm bây giờ? Để anh coi. Thôi chết rồi, nó ăn nhầm kẹo độc, toàn hóa chất độc hại, phẩm màu và chất gây ảo giác không à. Vậy sao bây giờ anh? Phải bắt đốm lại và lọc độc cho nó. Quá trình lọc độc bắt đầu. Ghê thiệt, đúng là ba cái kẹo đỏ xanh vàng tím ngoài cổng trường đáng sợ thiệt. Con sao vậy mẹ? Con nhớ gì hết?
tụi con đã ăn trúng kẹo độc của lão chuột thúi bán ở cổng trường, trong đó toàn quá chất độc hại không à. Ghê quá, con sao không dám ăn kẹo bán ngoài là đường nữa đâu. Cứu với, cứu tôi với anh chị ơi. Chuyện gì vậy chị? Thằng bụng bự nhà tôi không biết bị cái gì mà nó thấy cái gì cũng ăn. Nó đã ăn sập cả cái nhà tôi luôn rồi. Thôi chết rồi, vậy là tai to, bụng bự cũng bị rồi. Hả? Mấy bạn sắp chết đói tới nơi, ăn như hãm. Ổ vô quá đi, nhun giải đầy nhà rồi kìa. Mình không thèm xem phim với mấy bạn nữa. Nè nè. Nãy giờ ta to diễn xong để lấy hộp bắp thôi à. Ủa, đang coi siêu nhân mà. Bắt máy, chuyển kênh. Coi siêu nhân bạo lực quá chừng. Thôi nghỉ đi, coi ca nhạc cho thoải mái. Ca nhạc của mình bạn coi à. Tụi tôi đâu có thích coi ca nhạc đâu. Ờ, đến, xuống đây. Ê, mấy bạn tránh ra coi. Che TV như vậy làm sao mà mình bấm được hả? Còn lâu tụi này mới xơi ra. Xơi ra để bạn bấm vào kênh ca nhạc sớm xuống hả? Hay da. Xơi ra đi. Ai cho bạn bấm? Hay da. Mình không biết gì hết. Mình về trước nha. Bye đớm. Bụng bự về để mình về chung với. Bye bye đớm nha. Mình cũng trốn nữa. À. Hả? Ba đứa tính chạy đi đâu? Kỳ là chết thiệt rồi. Mẹ nghe hết rồi. Giờ mấy đứa tính sao? Làm hư đồ rồi bỏ trốn tội à? Tội này giờ ba đứa tính sao đây? Đúng là thảm họa tới rồi. Cái tội dành TV nè. Giờ chịu phạt tôi chứ biết sao giờ. Cả ba đứa tính sao? Nói. Con xin lỗi mẹ. Con sẽ không dám tái phạm nữa à. Đồng lòng lắm. Tha không đòn roi, nhưng cấm coi TV hết năm nay. Mình hết được xem màn hình rồi. Hôm nay đốm muốn ăn gì nè? Mẹ nấu. Hay hôm nay mình đi ăn nhà hàng đi mẹ. Con muốn ăn hải sản. Ăn hải sản nhiều sẽ đau bụng đó. Không, con muốn ăn hải sản thôi à. Không có hả? Con nhịn đói luôn á. Thôi được rồi, ba sẽ dẫn con đi ăn. Chiều con lần này, nhưng con nhớ là phải ăn ít thôi nha. Vậy có món sushi. Được đó, sushi được đó con. Cho ba phần sushi. Wow, tự động đem ra luôn kìa. Mời ba mẹ ăn sushi. Hả? Vô gì vậy? Mệt rồi nha. À, dính rồi. Từ từ thôi con. Ngon quá ba. Ba gọi tiếp đi. Tôm hùm nha ba. Cho tôi 3 phần tôm hùm. Tên nào đòi ăn ta? Có ngon thì nhào vô. Hả? Ba mẹ để con.
Con ăn quá nhiều hải sản sẽ không tiêu đâu đó. Thôi, chúng ta về thôi. Ôi da, đau bụng quá, đau quá. Con sao vậy Đốm? Con làm sao vậy hả Đốm? Mẹ ơi, cứu con. Mẹ đã nói rồi mà con không nghe. Tối mà ăn hải sản còn ăn no cành hông nữa, sao mà không đau bụng cho được chứ? Con xin lỗi mẹ. Mẹ cứu con đây, con đau bụng à. Ui da, đau bụng quá. Thôi em cứu con đi. Còn anh nữa, không khuyên con mà còn bênh con. Con thấy chưa, vì con mà ba bị mẹ la kia kìa. Mai mốt mẹ nói thì con phải biết nghe lời, nghe chưa? Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, cứu con. Nóng quá, nóng quá, nóng, nóng chảy cả mỡ luôn. Làm như vậy tốn sức mà còn nóng hơn nữa. Trời nóng quá nên não bị nhũ ra bùn bự. Chắc là nóng quá nên não bị tan luôn rồi. Phải chi được ở chỗ nào lạnh lạnh. Cái tủ lạnh là của mình, bạn đừng có mơ. Tủ lạnh nhà mình là của mình, bạn đừng có mơ. Má quá. Chui ra, chui ra đi. Tủ lạnh là của mình mà. Tủ lạnh hư luôn rồi. Tại bạn hết đó Đốm. Tủ lạnh hư rồi, giờ này nóng cả lũ luôn. Tại bạn. Thật ra thì còn cái quạt lạnh nữa. Tránh ra. Bạn phải tránh ra thì có. Cái quạt lạnh này lâu rồi chưa xài nên cái này là của mình. Thôi chết rồi, bị chập điện luôn rồi. Mùa hè nó nóng rồi còn lại mất điện nữa. Kiểu này thằng này quay thiệt luôn. Thấy chưa, tại mấy bạn mà cúp điện luôn rồi nè. Kiểu gì cũng bị ăn đòn chứ coi. Tại Đốm chứ bộ. Đốm không dành thì đâu có hư đâu. Cái gì? Bạn làm như bạn không có dành á. Mà thôi, giờ phải lo sửa điện trước khi mẹ mình biết đi. Điện giật hay sao mà mong mình đau quá Đốm ơi. Mình cũng vậy, đau như mẹ mình đánh vậy á. Mẹ không đánh thì còn ai. Hai đứa con thật là quá mà. Phá hư tủ lạnh, hư luôn quạt lạnh, bây giờ còn lôi cả điện ra sửa nữa. Dạ, tại con làm chập điện, sao mẹ la. Con có biết là điện rất nguy hiểm hay không? Giật sẽ chết người đó. Hai đứa sẽ thành heo quay cho bà coi. Ý ơi, con chắc bị chạy mỡ xèo xèo. Nên nhớ không được động vào điện nghe chưa. Nếu cần gì thì phải báo người lớn, nếu không thì điện giật tụi con chết nhanh răng đó. Lần này một roi cảnh cáo thôi đó. Dạ con biết lỗi rồi. Mà. Mình giống như ảo thuật da luôn á. Nè, nghỉ chơi đi con. Đùi gà mà con thích nè. Ồ, đùi gà ngon quá đi. Sao con lại vứt đồ lung tung như vậy? Lại còn không chịu rửa tay nữa. Tay con sạch mà. Con ăn hết cái dĩa hả?
Ngon mà mẹ. Mẹ làm đồ ăn là ngon tuyệt. Nó không chừa cho mình một miếng nào luôn. Ngon quá. Con đi ngủ nha mẹ. Đốm, con phải rửa miệng sạch sẽ trước khi đi ngủ chứ. Con buồn ngủ quá rồi. Thiệt tình hết biết mà. Ôi da, tiêu cái răng của mình rồi. Cái nhà này ăn chẳng chừa mình một miếng nào cả. Cộng sơn cũng sạch bóng. Ý, là mua đôi gà chiên. Thiệt là ngon mà. Đứng lại. Con bị chuột cắn đâu mà ba mẹ còn cười nữa. Cho con chừa cái tội ăn uống xong mà không chịu vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn. Đi ngủ mà còn dính thịt ở trên mép thì chuột cắn là phải rồi. Làm món gánh gà ngon quá làm chi. Từ nay còn không chịu rửa miệng sau khi ăn nữa không? Con không dám nữa đâu. Ngày mai con hết dám đi học luôn rồi. Mẹ con mới đi học về. Con lên cất cặp rồi xuống ăn cơm nha con. Dạ. Đốm, sao con quăng giày dép lung tung vậy con? Một lát con mang lại cũng được mà mẹ. Để đó cho tiện. Đó không phải là chỗ cất giày dép. Con để một lát thôi mà. Mẹ thiệt là khó tính. Chị để đôi giày đó thôi cũng la nữa. Để đó là dễ thấy nhất mà. Thế là tiện nữa. Đốm à, ba vừa tìm được một viên thiên thạch ngoài vũ trụ rất là lạ. Nó có khả năng phát ra lửa không tắt nè con. Cái gì hả ba? Đây nè con. Ồ, quý lắm đó. Ba dấp phải một cái gì đó làm tiêu đi viên thiên thạch quý giá rồi. Làm con không có được xem gì hết. Dấp cái gì ta? Là đôi giày của con chứ gì. Lần này không phạt con là không được. Thôi mà mẹ. May quá, chút xíu nữa là bị mẹ phạt rồi. Mẹ ơi, ta giết con đâu không mẹ? Con để sao hỏi mẹ chứ hả Đốm? Con tìm không thấy mẹ ơi. Chắc là con dứt giày dép lung tung nên nó giận con. Nó trốn đi đâu đó rồi. Vậy con mang gì đi học? Thôi con trẻ học rồi. Thôi mẹ con đi học. Đau quá cha mẹ ơi. Cái chân này phải cưa thôi. Ba ơi, không chịu đâu. Chứ để cái chân lại làm gì? Mang giày dép chứ lung tung cho đạp gai. Con biết lỗi rồi ba mẹ. Con hứa sẽ không vứt đồ lung tung nữa. Con sẽ để giày dép ngăn nắp lại ạ. Nếu như con biết lỗi thì ba chỉ cần nhổ cây gai ra thôi. Còn nếu không thì ba sẽ cưa cả hai cái chân thúi này của con. Dạ, con biết lỗi rồi. Ba
Sao em có linh cảm không tốt cho thằng Đốm? Còn sớm, chắc giờ này ta to với bụng bự chưa tới đâu. Sao giờ này Đốm chưa tới nữa? Hẹn 8 giờ mà. Có khi nào Đốm quên không ta? Không đâu, tối hôm qua Đốm còn gọi nhắc mình nữa mà. Thôi, mình ráng chờ Đốm một chút nữa đi. Đúng kỳ ghê, hẹn 8 giờ mà bây giờ gần 10 giờ rồi mà còn chưa tới nữa. Sắp tới giờ mình phải làm bài tập rồi, hay là mình về đi bụng bự? Ừ, thôi về đi. Hả? Chết rồi, 10 giờ rồi, ta tới với bụng bự. Hôm nay Đốm của mẹ có chuyện gì mà nhìn buồn vậy? Hai bạn ta to với bụng bự không thèm chơi với con nữa. Sao tự nhiên hai bạn lại không chơi với con? Dạ, lỗi là tại con.
Sáng nay con hẹn hai bạn chơi đá banh nhưng lại ngủ quên. Con biết lỗi là tốt rồi. Thôi để mẹ giúp con gọi cho hai bạn nha. Hai bạn tới rồi hả? Cho mình xin lỗi vì chuyện sáng nay nha. Để mình với bụng bự chờ lâu ơi là lâu luôn. Mình xin lỗi mà. À, hai bạn vô ăn bánh kem đi. Mẹ mình mới làm, ngon lắm á. Thôi đó biết lỗi rồi mà. Mình vô ăn bánh kem đi. Bụng bự đúng là tham ăn.